Namaste. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn tư thế con cá trong chuỗi yoga cơ bản. Tư thế này sẽ đối với bạn được chụp hình sẽ rất là đẹp. Tuy nhiên đó chỉ là lợi ích phụ thôi. Còn lợi ích chính của tư thế này đó là gì? Thứ nhất là tư thế này sẽ giúp massage và giải tỏa căng thẳng cho vùng cổ, vai và vùng lưng. Thứ hai là tư thế này hỗ trợ rất là tốt cho những ai đang gặp vấn đề như là bệnh gù lưng, cong lưng hay là lưng tôn. Thì chúng ta tập một thời gian thì cái lưng của chúng ta sẽ được thẳng hơn đó, và cái dáng của mình thì sẽ được đẹp hơn. Thứ ba là tư thế này sẽ hỗ trợ cho những ai đang gặp vấn đề về hen suyễn và các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Thứ tư là tư thế này giúp tăng dung tích cho vùng phổi và giảm các cơn ho thắt ở khí quản. Thứ năm là tư thế này được gọi là tư thế mở rộng tình yêu thương, vì vậy nó sẽ giúp giảm cái lo âu căng thẳng và giảm cái sự bực tức. Và thứ sáu là tư thế này cũng giúp kiểm soát cái sự căng thẳng hay là stress và rất là nhiều cái lợi ích khác nữa. Mặc dù tư thế này cũng có rất là nhiều lợi ích như vậy, tuy nhiên cũng như những cái tư thế khác thì nó cũng sẽ chống chỉ định đối với những người đang gặp vấn đề sức khỏe như sau. Thứ nhất là những người đang gặp vấn đề về cường giáp, tức là khi mà một người mà thường gặp các bệnh về liên quan đến tuyến giáp thì sẽ bị cường giáp hoặc là thiếu giáp. Thì những ai đang gặp vấn đề cường giáp thì chúng ta không nên tập tư thế này. Thứ hai là những người đang bị thoái hóa đốt sống cổ hay là thoái hóa cột sống thì cũng không nên tập tư thế này. Và thứ ba là những người mà có bị rối loạn tiền đình, hoặc là có huyết áp cao thì chúng ta cũng không nên tập. Còn đối với những người mà có huyết áp thấp thì chúng ta vẫn có thể tập tư thế này, tuy nhiên chúng ta chỉ giữ trong một khoảng thời gian ngắn, khoảng trong vòng 30 giây trở lại, chứ không nên giữ lâu hơn giống như những người bình thường. Nào chúng ta cùng bắt đầu vào tư thế nhé. Đầu tiên là chúng ta vào tư thế chuẩn bị. Người chúng ta nằm trên thảm. Hai chân khép lại. Bàn chân dựng đứng. Hai tay xuôi theo thân, tạm hướng về ngực. Từ từ chúng ta nghiêng người qua bên phải, vấp với bàn tay trái thuộc vào mông. Tiếp tục chúng ta nghiêng người qua bên trái, lót cái bàn tay phải dưới mông. Lòng bàn tay úp xuống, từ từ chúng ta đi bộ hai bàn tay về hướng chân. Và hai cùi chỏ của chúng ta cố gắng áp sát lại với nhau gần nhất có thể. Hít thở đều trong tư thế. Hít và chúng ta ấn cùi chỏ, nâng người lên cao. Khi lượng ngực lên cao có thể thì chúng ta mới hạ đỉnh đầu xuống dưới sàn. Và chúng ta hướng đầu về phía vai, cảm hứng ra xa. Hít thở đều trong tư thế. Điểm tập trung là giữa hai lồng ngực. Hít thở đều. Bàn chân của chúng ta có thể dựng đứng lên và thả lỏng chân xuống, nhưng chân vẫn được giữ thẳng. Hít thở đều. Chúng ta có thể giữ ở đây 30 giây đến 90 giây tùy theo thời gian và thể lực của chúng ta cho phép. Ở tư thế này, lực tác động chính vào mông và tay, một bàn phần lực nhỏ tác động lên trên đầu thôi. Hít thở đều. Chúng ta chuẩn bị thất thế, từ từ ấn cùi chỏ nâng người lên cao, trượt đầu ra xa, sau đó nghiêng người sang phải, đưa rút tay trái ra, nghiêng người sang trái, rút tay phải ra. Sau đó chúng ta trả thế, hai tay đan lại với nhau được qua gáy. Sau đó chúng ta nâng nhẹ đầu lên, hai tay ép sát vào, hai cùi chỏ ép sát vào nhau.
Từ từ chúng ta nghiêng người, đầu qua bên phải, mắt nhìn qua bên phải. Hít thở đều. Tiếp theo chúng ta nghiêng đầu qua bên trái, mắt nhìn qua bên trái. Luôn hít thở đều trong tư thế. Sau đó đưa đầu về chính giữa và hạ đầu xuống. Hít thở đều. Ở tư thế này chúng ta cũng lưu ý một số các điểm sai như sau. Thứ nhất đó là khi vào tư thế chuẩn bị, hai chân của chúng ta không có khép lại với nhau, bàn chân dựng đứng đẹp, mà chúng ta lại mở rộng hai chân ra. Thì cái tư thế mà hai chân mở rộng như vậy là sai. Cái lỗi sai thứ hai á là khi mà tay bắt ở dưới mông, thì thay vì lòng bàn tay úp xuống, chúng ta lại không úp mà chúng ta ngửa cái bàn tay lên, thì cũng là tư thế sai thứ hai. Tư thế sai thứ ba chúng ta cũng thường mắc phải, đó là cái hai cái cùi chỏ khi mà lắc cái mông á, thì hai cùi chỏ cần áp sát vào nhau. Nhưng các bạn không để ý thì các bạn lại để hai cái cùi chỏ sang hai bên, thì nó cũng là cái lỗi sai mà chúng ta cần lưu ý. Cái lỗi sai thứ tư á là khi mà lên thế. Khi mà lên thế thì cái đầu của chúng ta cần đặt nhẹ xuống cái sàn thôi, và được giữ thẳng, cảm hứng ra xa, lực nó sẽ dồn lên ở hai cái phần cùi chỏ, phần mông và một phần lên đỉnh đầu. Nhưng nhiều khi các bạn dồn lên đỉnh đầu quá nhiều thì cũng sai, hoặc là cái đầu chúng ta trượt dài ra xa, trượt đầu chúng ta trượt, cái đỉnh đầu chúng ta trượt dài ra xa cũng sai, cũng là tư thế sai. Mà cái đầu của chúng ta phải hướng về phía vai và cảm hứng ra xa mới là tư thế đúng đó. Hoặc cái lỗi sai nữa các bạn thường gặp là cái đầu mình khiến cho đặt chúng ta nó vẹo qua bên trái hoặc là vẹo qua bên phải, thì nó cũng sẽ gây tổn thương hoặc là đau. Đó là một số cái lỗi sai mà chúng ta cần lưu ý. Khi tập tư thế này xong, chúng ta lại nhớ phải trả thế về các bạn nhé. Trong yoga nó sẽ luôn có tư thế trả thế để nó cân bằng lại và nó không bị gây ra đau cho cơ thể của mình. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong tư thế con cá trong chuỗi yoga cơ bản. Chúc các bạn tập đều đặn và nhận được những giá trị tuyệt vời của yoga. Đừng quên đăng ký kênh để nhận video mới và ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Namaste.